Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Hôm qua anh có một chút việc bận cho nên là không làm được video thì anh chị thông cảm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thị trường luôn. Thị trường hôm nay là một cái phiên mà rút chân. Cái kịch bản ấy thì nó nằm trong cái kịch bản mà như năm 2013 mà anh vẽ đúng không? Đó chính là thị trường VN Index về mặt chỉ số anh chị nhá, về mặt chỉ số là VN Index sẽ đi lên từ từ. Với cái kiểu đánh mà tạo lập vừa đánh vừa rũ thì họ không muốn là để cho đội mà bán rồi vào hàng lại và bắt buộc vào hàng lại với mua với giá cao hơn. Nhưng hôm nay nhé, anh chị xem nhé, hôm nay thị trường nó có một cái phiên gọi là phiên rút chân đúng không? Một cái phiên rút chân và hôm nay dòng banh nó kéo rất là mạnh. Dòng banh nó kéo rất là mạnh về cuối phiên anh chị nhìn này. Nhưng nếu mà để mà phân tích về thị trường ấy, phân tích toàn bộ các cổ phiếu thị trường ấy, thì thị trường hôm nay là một phiên cân bằng, là một phiên gọi là cân bằng. Anh chị nhìn này, anh chị nhìn này, hôm nay là một phiên, nếu mà chúng ta tính các cái cổ phiếu trụ ấy, anh chị nhìn này, là 6,5 điểm trừ đi 2,5 điểm là 4 điểm đúng không? Nó bằng một cái mức 4 điểm tăng của VN Index, anh chị thấy chưa? Anh chị nhìn này, mã cổ phiếu tăng và mã cổ phiếu giảm nó bằng nhau, 201 và 228. Và cái trường hợp này nó xảy ra ở trong những cái cây nến nào? Những cái cây nến gần đây này, ngày 23 tháng 6, thứ 6 tuần trước, thứ 2 hôm qua và thứ 3 hôm nay là thị trường, nếu anh chị tinh ý, anh chị sẽ nhìn thấy là VN Index nó đang đi ngang đây. Nếu loại bỏ tất cả các cổ phiếu trụ ra thì VN Index nó đang đi ngang. Nó đang đi ngang nhé. Với một cái thanh khoản nó thấp hơn so với mặt bằng chung của nó, anh chị nhìn này. Đấy. Một cái thanh khoản thấp hơn so với mặt bằng chung. Ai nói là thị trường này là thị trường nó đang chuẩn bị chờ sập thì anh không rõ. Nhưng mà hiện tại nếu mà xem qua tất cả các cổ phiếu ở trên thị trường ấy, thì hiện tại các cổ phiếu đều đang rất là khỏe. Đấy, nó đang tiệm cận ở cái vùng gọi là vùng kháng cự trước, vùng đỉnh trước của nó. Đấy, với một cái mức thanh khoản vô nhỏ là rất là đẹp anh chị nhé. Thì hôm qua thì Hùng Anh cũng có mở mua Nam Kim, thì hôm qua không làm clip được. Hôm nay thì Hùng Anh mở mua HCM. Đấy, những con cổ phiếu nó đang tích lũy này, anh chị nhìn này, Nam Kim này, hôm nay, hôm qua mua ở cái mức giá 17.9 này thì hôm nay đã lãi một tí, gọi là nó đang những cái con này, con này và con HCM Nam Kim này, HCM nó đang có một cái mẫu hình giống nhau anh chị ạ. Nó đang rất là khỏe, nếu mà khi mà những cái con cổ phiếu này nó vượt đỉnh kháng cự này, nó sẽ tăng rất là mạnh nhé. Và cái mô hình của HCM là nền chồng nền Nam Kim. Đấy, nó tích lũy này anh chị nhìn này, nếu mà tính tích lũy của Nam Kim ấy, nó tích lũy từ tháng 1. Đấy. Và nó chờ đấy. Có một cái điều rất là hay hôm nay là thị trường, do thị trường nhé, là đang tích lũy này anh chị nhìn này, các cái cổ phiếu như là hôm qua nổ HAH, anh chị nhìn này, HAH nó test lại này, VOT test lại, PVT test lại. Đấy, PVT tăng, VIP đấy, nó lại test lại. Đó, tức là sao? Thì Hùng Anh cho rằng hôm nay buổi sáng là dòng dòng thủy sản nổ đúng không? ANV này, Hùng Anh cho rằng là con những con ANV, IDI nó cũng sẽ test lại chứ nhỉ? Đây, nó test lại, tức là thị trường nó đang muốn tích lũy và cổ phiếu nó nổ nhưng mà nó lại sẽ test lại. Đấy, thì thị trường hiện tại không, gần như là Hùng Anh không tìm thấy cái điểm nào mà sao nó giống như năm 2013 ở đây này. Hay như Hùng Anh nói, nó cứ đi lên dần dần này, đi lên này, với một cái mức thanh khoản nó càng ngày nó càng cao hơn này. Đấy, hoặc là như đoạn này này, đoạn này đây, thị trường VN Index hiện tại nó đang như này, nó đang đi lên từ từ, một thanh khoản cao hơn ở cái đoạn này anh chị nhé. Hùng Anh còn nhớ rõ đoạn này là cái giai đoạn năm 2021, ở đoạn này nó là giai đoạn kéo trụ, tức là từ cái phiên mùng 4 tháng 10 đến cái phiên 11 tháng 10 VN Index nó bây giờ nó như này là không, gần như là không có ăn, tức là mua là cổ phiếu nó tích lũy ở trên này này, thì thị trường nó tích lũy này, VN Index tích lũy thì các cổ phiếu lại bắt đầu tăng đan xen nhau, xen kẽ nhau nó. Và anh chị nhìn cả kịch bản 2013 và cả cái kịch bản 2021 vùng tháng 10 nó đều có một cái pha tăng,
2013 cũng thế anh chị nhìn này. 2013 đều có một pha tăng. Sau đó thì nó mới chết nhá. Sau đó nó mới chết. Đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ với cái kịch bản là khi mà thị trường cân bằng như này này. Khi thị trường cân bằng mã xanh bằng mã đỏ như này thì anh chị có thể giải ngân từ từ. Thì hôm nay hôm anh là vào đã full. Hôm qua hôm nay hôm anh là vào full vì thế. Mặc dù là hôm trước hôm anh đã bán ở những cái cây này, bán LCG này, bán IDI này, nhưng mà hôm nay hôm anh vào vào lại ngay. Vì cuối phiên hôm qua, cuối phiên thứ hai ấy, thì hôm anh có nhận xét là nếu mà cái phiên thứ hai mà thị trường quay đầu giảm ấy, thì là cái phiên rút chân à, phiên thứ ba mà thị trường không quay đầu giảm thì cái phiên thứ hai rút chân này là chỉ là một cái pha rũ hàng của đội lái thôi. Còn nếu mà là cái phiên này mà là phiên trao tay này, trao tay của đội lái cho nhỏ lẻ, thì những cái phiên đằng sau này nó sẽ là những cái phiên giảm rất là mạnh. Thì hôm qua là tại sao anh quyết định mua lại, tại vì hôm qua nó là một cái phiên test cung rất là đẹp. Hôm qua là một cái phiên test cung đấy, thì hôm nay làm lại một cái phiên tăng điểm tiếp. Nếu mà loại bỏ dòng trụ ấy thì cổ phiếu hôm nay nó sẽ là đi ngang anh chị nhé. Cái cây VN Index hôm nay nó sẽ là cây VN Index đi ngang đấy, và các cái cổ phiếu ở trong thị trường anh chị nhìn này là nó sẽ có một mức là thị trường cân bằng đấy. Thì các dòng mà hôm anh chú ý tới đầu tiên là phải kể là dòng chứng khoán. Anh chị nhìn thị trường chứng khoán bây giờ ngân hàng nó như thế này thì chết làm sao được. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số các cổ phiếu ngân hàng. Ngân hàng nó khỏe như này thì chết kiểu gì. Đấy, VCB này, hôm nay nó test lại hai nhịp này, bắt đầu tăng lên này. Đấy, Bit này, đấy, một cây tăng rất là tốt này. Đấy, và Bit mẫu hình nó tăng rất là đạt khỏe, CTG cũng rất đẹp. Đấy, hôm nay là điểm nổ của các cổ phiếu ngân hàng thì bảo sao mà thị trường chết được. Đấy, ACB này. TB Bank nó cũng tăng. Đấy, con này khả năng mai nổ nhưng hôm nay là phiên test cung của này, khả năng mai con này TB Bank nổ này. VIB hiện tại thì nó đang test lại một nhịp. Cái này có thể là chưa đóng gap đâu. Mai nó lại tăng tiếp. Có thể dòng banh mai lại tiếp tục tăng, sau đó nó lại quay về lấp này. Sau đó nó tăng tiếp. Không biết là nó có lấp gap không nhưng nó sẽ đánh chỗ này. STB lại tăng tiếp. HD Bank đang cân bằng lên. Những cái phiên nổ ở đằng sau là rất có khả năng xảy ra nhé. SHB cũng thế, SHB mai khả năng lại tăng tiếp. Còn LB Bank ở đây là một cái mẫu hình, nó đang, anh chị nhìn này, nó là một cái mẫu hình cốc tay cầm này. Đấy. Anh chị thấy chưa? Thì có thể khả năng là mai nó sẽ tăng tiếp hoặc nó đi ngang một vài phiên, nhưng mà hôm nay là khối lượng này, anh nhìn này, khối lượng của LBank bắt đầu kiệt dần này. Đấy, hôm nay chưa nổ thì chắc là mai sẽ nổ vì các cổ phiếu dòng bank là hôm nay họ đã nổ rồi. Đấy, OCB thì đang test lại mấy phiên trước mà tăng thì hôm nay nó test là quay lại, nó test cái cây rút chân này. Có một số các cái mẫu hình là nó sẽ, một số cổ phiếu nó sẽ quay lại, nó test cái cây rút chân ngày hôm thứ hai nhé. Sẽ quay lại xong nó lại tiếp tục đà tăng anh chị nhé. Rất nhiều cổ phiếu tí không anh chị, ví dụ như là VGC này. Đấy, quay lại test này. Hay là Nam Kim này. Đấy, quay lại test này. Hay là GVR này. Đấy, quay lại test này. Nó quay lại, nó test cái rút chân này xong bắt đầu nó cân bằng, nó lại đi lên anh chị nhé. Đấy, điểm qua dòng ngân hàng này, dòng chứng khoán này. Có những cái mà những cái dòng ấy mà anh chị phải chú ý trong nhịp này, nếu mà thị trường tăng, đầu tiên là anh chị phải chú ý dòng chứng khoán anh chị chú ý cho ông anh, một là VCI này, nó vượt cái đỉnh này sẽ tăng rất là mạnh. VCI, VND này, nó đều có bốn con ở dòng chứng khoán, bốn con to ấy, nó đang có mẫu hình giống nhau. VCI này, VND này, đấy. SSI này, nó đang đi bò dần lên anh chị thấy không, bò dần lên. Đấy. HCM này cũng thế, và những cái con này nó vượt được cái đỉnh này thì dư địa tăng rất là mạnh. Đấy. Anh chị phải chú ý nhá.
anh chị phải chú ý những cái con như này, hay là Ethernet. Ethernet thì đang nó đang quay lại cái nền này, nó đang quay lại cái nó kiểm tra lại cái cây nến, cái cây nến rút chân này. Còn những con cổ phiếu bé thì nó lại rất khỏe. Hôm trước CTS tăng thì hôm nay lại quay lại, nó lại test, nó lại test cung, lại test lại cái cây nến này, cũng chả có gì cả anh chị nhé. Đây test lại này, anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, thì có những con cổ phiếu nó không quay lại test mà nó đi ngang, và những con cổ phiếu như này này nó đang rất là khỏe anh chị nhé. Anh chị phải để ý những con cổ phiếu này nó không quay lại nó test. Đấy, anh chị nhìn nó đi ngang chưa? Đấy, thì mình phải chú ý nhá, mình phải chú ý những con cổ phiếu này nó đi ngang, nó không quay lại nó test cái cây rút chân. Đấy. Còn hôm nay thì ông anh cũng cho anh em mở mua, ví dụ VPG anh chị nhìn này. Đấy. Hôm nay test 3 nhịp này. Đây một cái vốn lớn nó nhá. Đây một nhịp này. Test 2 nhịp này. Test 3 nhịp này. Đấy. Hôm nay ông anh cho lấy từ sáng luôn, được giá rất là tốt, 18.35 đoạn này. Đấy. Thì mai dự là nó sẽ tăng tiếp thôi. Hôm nay dù ông anh có nói là dù hôm nay VN Index có mất 10 điểm thì chẳng nữa, thì những cái con này nếu mà nó không gãy chen thì nó đã vào thế là đánh, hôm nay nó bắt buộc nó phải xanh kiểu gì kiểu kể có vào hôm nay, có khi mà con VVG này nó có màu đỏ thì nó vẫn sẽ phải rút chân lên để nó không làm gãy cái mẫu hình tích lũy trong vòng một tháng trở lại đây nhé, 17 tháng 6 này đến 28 tháng 6 này, gần một tháng trở lại đây. Nó thế thôi anh chị ạ. Anh chị phải quan tâm này, dòng chứng khoán là một này, dòng thép là hai này, bất động sản công nghiệp là 3. Đấy. Và đầu tư công là 4. Đầu tư công thì hôm nay nó hơi yếu. Cái dòng cổ phiếu đầu tư công hôm nay nó hơi yếu. Chúng ta sẽ đi xem dòng đầu tư công nhé. Bình thường ấy, những con cổ anh chị nhìn này, IDI này. Đấy. Nó đang là cái, còn bình thường ấy là thủy sản này, nó đang có cái vùng SOS này, ANV cũng thế này. Đấy, SOS này. Anh chị nhìn sang đầu tư công LCG này. Đấy. LCG đáng nhẽ hôm nay là một phải là một phiên tăng. Thì nó sẽ là một cái phiên, nếu mà phiên tăng mai nó tăng tiếp, nhưng mà hôm nay nó làm một phiên giảm như này thì nó đang test lại cái cây rút chân này anh chị nhé, tức là cổ phiếu đang tích lũy, nó chưa muốn tăng. Anh chị hiểu là nó hôm nay cái cây nến hôm nay ấy, của dòng đầu tư công nó nói là tao đang muốn tích lũy tiếp, tao chưa tăng đâu. Đấy. Đấy, nó lại đang tích lũy này, tất cả nó đều thế thôi. BCC này cũng thế này. Đấy, cũng sẽ có thể sẽ test lại, nếu mà bình thường ấy khỏe sẽ đi ngang nên nó không test lại. Đấy, như những cái con cổ phiếu như HCM, SSI, VCI. Đấy, nó sẽ đi ngang, nó không test lại cái rút chân anh chị nhé. Còn bình thường nếu mà đánh thì nó sẽ test lại cái rút chân. Đấy. Thì tiếp tục nhé. Hút. Đấy, cũng thế, nó đang test lại cái rút chân này. C4G. Đấy, đi ngang này. Đấy. KSB. Test lại cái rút chân này. Đấy. Thì khi mà đối với mẫu hình đi ngang đúng không, thì kiệt vôn và hơi xanh một tí anh chị mua. Còn mẫu hình rút chân thì như nào? Khi mà nó rút xuống chân đây này, đấy, khi nó rút, nó có hai kịch bản cho mẫu hình rút chân nhé. Một là đóng thấp nhất phiên và hôm sau xanh thì hôm sau mình lấy, như giống như con VPG này. Đấy, hôm sau mình lấy. Hai là có cây rút chân như thế này, đấy, đang nói con nào, LCG này, KFB, đang nói con này, ví dụ nó chạm cái chân này xong nó rút lên thì anh chị cứ kệ nó đã, hoặc anh chị có thể lấy 10% vị thế, anh chị hiểu không ạ? Và sau hôm sau nó giảm như này thì không lấy nữa, và sau nó quay lên thì lấy nốt 15%. Nếu mà anh chị mua tài khoản chị làm chia làm 4 cổ thì anh chị lấy 15% và 10%, hoặc là 10% trước và 15% sau, tùy anh chị. Đấy, đó là cách để mà mua để mà không bị lỗ ở trong cái nhịp này. Và nó cổ phiếu rang test này rất là tốt để mà anh chị có thể dặn mua được nha anh chị nhé. Dòng đầu tư công hôm nay là đang tích lũy. Còn tiếp tục là dòng thép. Dòng thép hôm nay rất khỏe. Anh chị nhìn HPG kinh khủng khiếp. Cái tiền này thì chắc là tiền đội gửi ngân hàng lao vào mua. Này. Tăng khủng khiếp luôn. Hùng Anh không biết có tin gì hay như nào, không quan tâm. Nhưng mà HPG nó toàn kéo cuối phiên. Kinh khủng kiểu. Toàn kéo cuối phiên mà nó kéo không nghỉ luôn, tức là nó khỏe đến nỗi mà không tạo nền luôn, không thèm test lại cái rút chân mà cũng không thèm tạo nền luôn, kéo thể kéo tiếp. Thì anh chị có thể chú ý Nam Kim hôm nay là điểm test lại này, một cái cây tăng tiếp nhé, 1 2 3
Đấy, lại là một cái cây nó đang đi nền ngang, con này nó không tét lại nhé, con này nó không tét lại cây rút chân nhé, thì nó rất khỏe. Đấy. Hay là hoa sen, anh chị chú ý được, hay là VGS, đấy. Hay là SMC, đấy, SMC cũng rất đẹp. Đấy. Chưa tăng thôi, nó đang đi ngang này, không tét lại cây rút chân anh chị em. Hay VPG, VPG hôm nay nhé, con này nhé, là một cổ phiếu rất đẹp. Nếu mà hôm nay anh chị lấy hoặc mai anh chị phải lấy luôn, buổi sáng nó tăng. Là những cái con cổ phiếu mà nó đã test 3 nhịp ấy. Anh chị nhìn này, những con cổ phiếu test 3 nhịp này, NHA này, à, DTD này. Anh chị nhìn nó test 3 nhịp này. Đây, 1 nhịp này, 2 nhịp này, à, thêm 1 nhịp bé lên nữa, xong rút chân lên, à, anh chị nó tạo thể nó tăng kinh không? Hay như là TLC này, anh chị nhìn này, 1 nhịp này, 2 nhịp này, xong nó tăng này. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, khi mà nó cổ phiếu nó test lại với vuông thấp, anh chị phải lấy nhịp test lại này, vuông thấp này. Đấy, anh chị phải lấy vào nhé. Đấy, những cổ phiếu dòng thép này, dòng đầu tư công này, chứng khoán này, thủy sản hôm nay cũng thật sự ấy, nếu mà hiện tại thì cổ phiếu đối với hôm nay ấy, mà thị trường cho anh một cái thông tin tức là những cái cổ phiếu nào break trong vòng 2-3 phiên trở lại đây đều sẽ test lại. Thật ra trong vòng cả tuần rồi, khoảng tầm đây, từ những cái phiên này 21 tháng 6 trở lại đây là những cái phiên mà có con KSB nổ này, 21 tháng 6 này là những cái cổ phiếu nào nổ lên này, 23 tháng 6 nổ lên là nó test lại, là test lại hết anh chị nhá, là nó đang muốn tích lũy lại với cái vô nhỏ, anh chị nhìn nào, KSB nó tích lũy lại vô nhỏ đấy, nó đánh như thế thì anh chị mua như nào đấy, mua thì theo cách đúng anh bảo, tức là mai có thể đỏ đấy, đỏ thì chúng ta sẽ xem là đỏ như thế nào đấy. Hoặc là nó cân bằng trở lại với hướng lên trên là chúng ta phải lấy thôi nhá đấy. Thì anh chị chú ý dòng chứng khoán là một này, đầu tư công là hai này, thép là ba này, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp nhé, GVR test lại cái rút chân này hoặc đấy, mai hoặc là mai nhé, nếu nó không test lại nhé, khả năng mai nó ngủ xanh ở đây, màu xanh nên là anh chị phải lấy. Đấy, lấy trước vị thế đi. Đấy, lấy trước vị thế đi nhé. Còn mai đỏ thì cũng đẹp. Đấy, hay là VGC này. Đấy, VGC này. Nó cân bằng này. Đây là điểm cân bằng của nó này. Đấy, mai nó sẽ đi lên tiếp. Sau đó nó cũng có thể test lại một nhịp. Cũng anh mong là nó test lại đi, cái cổ phiếu này nó liên quan đến họ nhà Tuấn Mượt cho nên là cũng thật sự cũng rất là khó. Đối với cái trend đánh đẹp như này thì nói như thật sự cũng rất là tiếc cái cổ phiếu này, nhưng mà hôm nay ngoài liều vào lấy tí, hôm nay cũng vào lấy tí, nó nhìn nó đẹp như này mà không lấy nó phí thôi, thật sự thế. Đấy, hôm nay ngoài cũng lấy một tí. Đấy, VGC này, SZC đã tăng đâu này, break lên này đều phải về test lại hết. Đấy, những con cổ phiếu break lên đều phải test lại hết, test lại cái cây giảm giá, còn con nào mạnh đấy như là HCM hay là VCI đang lại nó không test lại thì nó đi ngang trên anh chị nhé. Hay là PHR cũng khỏe, PHR cũng khỏe đây, đây gọi là đi ngang này. Đấy, nó không xuống luôn đây, cái vùng 47.25 này là bao lâu lại nhấc chân lên. Đấy, thì mai nó hơi giảm một tí, mai con này có thể lấy luôn, con này thể lấy luôn trong hôm nay được nhé. Đấy, chúng ta phải lựa và thế của cổ phiếu để xem nó đánh như nào. Đấy, vôn thấp này anh chị nhìn thấy vôn thấp chưa, xem nó đánh như nào. Con này cũng khỏe, KVC đấy, tay lại cái rút chân về nền thôi. Đấy, về nền thì anh chị có thể, ai mà thích có thể mua nhé. EDC cũng như thế, tay lại cái rút chân, nhưng mà anh nghĩ không đâu, mai lại xanh ấy. Đa phần những cái cổ phiếu như thế này thì nếu mà mai thị trường tốt lại xanh anh chị, lại xanh thị trường mai. Thật sự ấy, dự đoán VN Index của anh dự đoán đi lên ấy, cũng chả có gì là kể cả đúng thì cũng chả có gì vui cả. Quan trọng là mình cầm cổ phiếu nào, mình cổ phiếu nó có tăng hay không thôi, còn VN Index dự đoán đi lên hay không thì chả gì vui, đúng thì cũng chả có gì vui. Đấy, thì đối với cái việc VN Index đánh thế này ấy, thì mai lại có thể lại đi lên luôn, các cái dòng banh lại tiếp tục tăng, hai cổ phiếu ấy, hoặc có thể là mai có thể là nó đỏ nhẹ, nó đi ngang đây,
mà ông anh không nghĩ rằng nó lại mà mai có thể nó lại kéo cuối phiên này chị, lại để cho lại như cổ phiếu ấy thì có thể là tích lũy nhá, lại giống có thể giống nay được thì tốt, cổ phiếu tích lũy nhưng mà chỉ số cuối phiên nó lại được kéo, có thể bằng mã này hay mã khác. Chị nhìn HPG kinh khủng đánh sợ luôn, nó kéo kéo mà ai mà không mua được ấy. Ai mà chờ chờ tích lũy, chờ tích lũy kéo như này luôn. Những con cổ phiếu viên đấy nó đang đi đi giống hệt như này đấy chị ạ, đấy như như anh nói là đi giống hệt những cổ phiếu tốt, cổ phiếu đầu dẫn đầu thị trường vốn hóa lớn SSI, HPG đi khủng khiếp luôn, VND đi thế này. Đấy, anh chị phải chú ý bốn dòng đấy nhé. Còn các cổ phiếu khác ví dụ như là Nicostone đấy, nó cũng bò lên này, bò lên này. Chờ ai mà chờ tích lũy thì chắc không mua được. VTB này, đấy, VTB này, đấy, con này hở gắt, mai có thể nó đỏ nó nhúng lại cái là phải mua. Đấy, hay là dòng dòng chúng ta sẽ xem dòng bán lẻ nhé. Dòng bán lẻ thì có DGW, con này mai chưa mua được, mai giả sử mai nó nhúng đỏ đấy, hoặc là nó hơi xanh nhẹ một tí là phải mua thì nó đang test lại này. Nhưng mà ngoài nghĩ rằng là nếu nó lên nên về ở cái mốc 40 41 này thì đẹp thì mua đấy. Đợt trước mình bỏ ở đây mình mua cái đợt ngoài mua đây này, đợt ngoài mua cái cây này, cây gọi là mua DGC ở cây này đấy, 55,9 ngoài mua cái này. Ông anh định mua DGW nhưng mà không mua, với ngoài full hàng đấy chị ạ. Nhà cũng tiếc, cũng tiếc. Còn DGW trong vòng 3 tuần trở lại đây là một trong những mã cổ phiếu tăng rất là ok đấy, rất là tốt thị trường ấy. Tiếc, hơi tiếc đấy. Thì bây giờ điểm mua cao thì bây giờ nó cũng rất khó để mua. Nhưng mà để mà tính ra ấy, nó đang ở trong một anh chị nếu mà nhìn rộng ra nó sẽ tích lũy ở trong cái vùng nền tảng này. Và nó tích lũy ở đây này, anh chị gom mà chờ để chờ nó tăng, có một pha tăng nhé. Khi mà kết quả doanh tốt nó sẽ tăng trở lại rất là khỏe nhé. Hay là dòng hóa chất DGC này, đấy, anh mua cái này này. Đấy. Hôm nay DGC tất cả những cái phiên break thì hôm nay đều test lại hết, và anh cho rằng những cái con này nó sẽ test lại cái cây này, này, xong bắt đầu nó lại hướng lên, xong lại hướng lên thì là điểm mua nhé, anh chị để ý nhé. Nói chung hôm nay thị trường hôm nay là một phiên rất là tốt. Còn dòng gì nữa không nhỉ? Còn dòng gì để thủy sản VHC này, ok luôn. Những con này hôm nay ông anh cho rằng mai sẽ cắt lại mai sông Hồng này, nó giảm cái nhịp này thì không nói nhé, một nhịp một này, nhịp hai này, xong rồi tăng, nhưng mà break lên đều bị test lại hết. U xem nào, VGT những cổ phiếu bình thường anh chị nhìn này, vô nó thấp như này, nó đang ở cái vùng vùng gọi là nền, đang ở vùng tiệm cận đỉnh của nền, sao nó chết được, không thể chết được anh chị ạ. Mà anh chả thấy chả biết là ngoài kia người ta hô sập hô xiếc như nào, nhưng mà mình cứ thấy cổ phiếu nó vào form và mẫu là mình đã phải phải mua đã, tính sau hàng về mà sai, hàng về mà gặp những cái phiên rung lắc mà phải cắt lỗ, còn không ấy đánh cược thôi. Bây giờ mà thị trường nó tiếp tục lên đây, thị trường này nhé, nó đang tích lũy nhé, đang tích lũy ở đây nhé. Nếu mà nó là một cái phiên nổ mà tất cả các dòng cùng chạy thì thử hỏi xem là anh chị có dám mua nữa không? Nếu mà bây giờ anh chị không mua nhé, để mà đến một cái phiên mà cổ phiếu nó là phiên nổ với thanh khoản vốn to đây, như này thì anh chị có dám mua nữa không? Và anh cho rằng là anh chị không dám mua vì cổ phiếu tự nó bò bò dần nên nó cứ luân phiên từng mã tăng ấy, thì nó đã tăng được mã ít thì tăng được 3-4%, mã nhiều 5-6%, 7%, 8%. Đấy. Thì sao mà mua được? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem các dòng thép, thép rồi này. Bất động sản phân bón hóa chất TPM, DCM. Hôm nay DPM và DCM lại tiếp tục tăng. Nhưng mà anh cho rằng là nó chưa tăng đâu, nó sẽ mai còn nhúc lên thì những cái con này bản chất nó sẽ phải giảm một tí. Đấy. Thì chờ
Nhưng con này thì cũng mua được nhưng mà ngoài không thích lắm, ngoài thích con DLC. DLC con này rất đẹp, và đánh bước 1 của nó rất là khỏe. Đấy. Dòng đầu tư công thì cũng có CTD này. CTD này cũng phải đánh test lại hết anh chị ạ. Nổ lên nhưng mà cổ thị trường nó đang phải phát tích lũy tất cả những cổ phiếu nổ lên ấy. Nó sẽ test lại và sau đó nó sẽ hướng lên. Thì không biết là lúc nó hướng lên thì toàn bộ cổ phiếu nó có nổ không, thì cái đấy thì không biết anh chị nhé, chúng ta phải chờ xem. Đấy. Nói chung là xem một lượt cổ phiếu thì chả thấy con nào mà chết, đang tích lũy vốn bé như này thì chả chết, nó phải biến động anh chị ạ, nó phải biến động, nó phân phối thì nó giá không lên nhưng biến động hơn lớn. Còn nếu mà phân phối mà để gọi là phân phối ở trên cái thị trường này với một cái vốn nhỏ thì anh chị bảo là phân phối cho ai? Đấy, một cái vốn rất là bé, vốn rất là bé như này thì phân phối kiểu gì? Đấy. Hàng T2 về mà người ta thấy không có lãi, ta thấy hơi giảm chút, người ta đã bán rồi thì phân phối kiểu gì anh chị? Chỉ có khi nào mà nó hưng phấn, thị trường hưng phấn lên thì người ta mới trao tay được, thì đội lái họ mới trao tay được cho nhỏ lẻ. Còn bình thường ấy không thể nào mà trao tay được đối với một cái vốn thấp, mà đối với một cái vốn thấp và thị trường nó siết như này. Đấy. Cho nên là ông anh bet kèo rằng là thị trường khả năng tăng tiếp là rất là cao anh chị nhé. Còn các cổ phiếu ấy thì đang trong tại là tích lũy. Đấy, thì trên đây thì ông anh cũng giới thiệu cho anh chị là bốn dòng mà anh chị cần quan tâm. Đầu tiên là chứng khoán. Chứng khoán thì có gì? VCI, VND, HCM và SSI. Đấy là những con cổ phiếu lớn mà chưa tăng được nhiều, nhất là những con cổ phiếu như này, HCM này, mô hình nền tảng nền trồng nền, hay là VCI cũng khỏe. Đấy. Hay là VND cũng khỏe. Đấy. Nó đang cố gắng anh chị ấy, nó mà test lại được cái cây nến này nhá thì rất là thì nên mua anh chị nhé. Đấy. Tiếp dòng thép Nam Kim, Hoa Sen, VGS, SMC hoặc là VPG. VPG là một cổ phiếu rất là khỏe, test 3.000 nhé. Dòng đầu tư công thì chưa tăng được, phải chờ. Không anh thích đầu tư công, anh thích KSB. KSB rất khỏe, KSB rất là khỏe nhé. Hoặc là FCN này, FCN nó mà rút chân lại đây nhé thì kiểu gì ông anh cũng phải kiếm một chút, ông anh đảo hàng một chút để ông anh vào con này mà này, là nó sẽ test này, 1.000, 2.000, 3.000 này rất khỏe chị nhé. Con này cũng khỏe, chú ý con này LCG, con này mà về đây là bạn 3.000 nhé, mà liệu có về không cho mà mua hút. Thì chú ý FCN này, LCG, CII hôm nay test lại anh chị nhìn, CII hôm nay cũng test lại cây này thì mai có thể là nó sẽ nhúng xuống một tí. Đấy, sau nó rút chân lên thì lúc mình bắt ở cái lúc mà nó rút chân lên này. Đấy. Lấy vị thế trước 15% lên đây, mai nó tăng tiếp lấy 10% nữa xong. Đấy. Hoặc anh chị có thể lấy luôn trong ngày mai cũng được. Đấy, nếu mà nó tăng nhé. Hôm nay là một cái vuông lớn như này, nó sẽ cần cái thời, đây là cái lúc mà để nó dũng hàng, nó sẽ cần thời gian để đi rút chân lên này, đi lên như này xong rồi lại giảm như này. Con này ngoài anh cho rằng khả năng nó sẽ test thêm một nhịp mai này, xong rồi vài hôm nữa lại test nhịp nữa. CI có thể chú ý được, thép đầu tư công rồi, khu công nghiệp vẫn thế, GVR rất khỏe. PHR phải, anh chị chú ý GVR, PHR, STC này, STC nó chưa break đâu nhé, nó chưa tăng nhưng cái mẫu hình này tăng cũng khủng khiếp anh chị ạ. Này, nền trồng nền này anh chị nhìn này, nền trồng nền này, đấy. Cũng khủng khiếp đấy. Mai mà nó lại hướng lên là tạo một cái nền nhỏ lên, giảm xong lại hướng lên thì có thể mua được nhé. Hay là VGC, thật ra con này thì ngoài cũng không khuyên anh chị lấy đâu, nên ngoài anh thấy bước 1 nó chạy đẹp quá, ngoài anh muốn lấy thôi. Con này nó liên quan đến anh Tuấn Mượt,
chả biết như nào, trong khi các cái cổ phiếu của GEC thì nó đang giảm. Thì anh chị cân nhắc nhé, đấy là trên đây là bốn cái dòng cổ phiếu mà Hùng Anh cho rằng là nếu mà thị trường tăng ấy, nó sẽ tăng rất là điên. Đấy. Và Hùng Anh cho rằng là đối với những cái lúc mà thị trường cân bằng vốn thấp như này ấy, là lúc mà chúng ta nên, nếu mà có bị rũ rồi chúng ta nên mua vào vị thế dần. Đấy. Giả sử như trường hợp mà thị trường nó có tăng ấy, thì chúng ta có cổ phiếu, còn nếu mà đứng ngoài ấy, thì rất là tiếc, tại vì tâm lý của bây giờ tâm lý mọi người ấy, đều đang rất là sợ hãi. Hùng Anh không biết là người ta nói gì ở ngoài cả, nhưng mà hãy nhìn tâm lý, hãy nhìn Hùng Anh, hãy nhìn nhìn vào tâm, anh chị nhìn vào tâm lý thị trường. Đấy, thị trường này, nó rũ ở đây này. Đấy, lên lên lại rũ tiếp. Đấy, ai bán đây? Đấy, xong rồi nó lại tăng lại, mua lại rũ. Xong nó lại rũ. Nó rũ, đây là một lượt rũ này, bốn cây này một lượt rũ, sau đó thì nó đi lên nghi ngờ rồi. Lên đến đây. Đấy, lại tăng mở gáp không cho mua, mua vào đây cây này, xong cây thứ hai nó rũ luôn. Đấy, bán ra lại tăng lên, kinh khủng. Thế cho nên là cái việc mà VN-Index vừa đi vừa rũ như thế ấy, là biểu hiện cho việc là VN-Index vừa tăng tăng trong nghi ngờ nhỉ, gọi là vừa lên vừa rũ, tăng trong nghi ngờ như thế thì VN-Index có thể nó sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng, và cổ phiếu sẽ luân phiên nhau tăng. Trong cái quá trình tích lũy này nó sẽ có nhóm cổ phiếu luân phiên tăng, tuy nhiên là không nhiều, nhưng mà đến khi mà nó vọt lên thì anh chị rất là khó mua nhé. Cho nên là phải nếu mà anh chị muốn mà tranh thủ cái nhịp sóng tới thì anh chị phải gom hàng những cái cổ phiếu mà gom mà khi những cổ phiếu nó test về cái cây test cung hôm trước là anh chị phải lấy. Đấy, lấy vị thế đi, còn nó tăng lên thì bắt đầu mình gia tăng sau anh chị nhé. Thì trên đây là những cái phân tích của Hùng Anh. Thì xin hẹn gặp lại anh chị vào trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.